Nếu có trọng lượng gần 40 tấn, có lẽ chúng ta không cần phải lo lắng về việc bị những kẻ săn mồi khác ăn thịt. Tuy nhiên, không hài lòng với cuộc sống hưởng thụ tầm thường trong thế giới riêng của mình, cá voi lưng gù liên tục được phát hiện trong tình trạng tìm kiếm và nhảy vào để bảo vệ các loài động vật khác khỏi các cuộc tấn công của cá voi sát thủ. Một người phụ nữ lớn tuổi đã từng nghĩ mình là nạn nhân của cá voi lưng gù, nhưng cuối cùng chính nó lại là ân nhân cứu mạng bà. Điều gì đã xảy ra trong thế giới đại dương sâu thẳm ấy? Hãy cùng Takawa đi tìm lời giải đáp cho câu chuyện. Người phụ nữ bị cá voi lưng gù khổng lồ 23 tấn kéo đi suốt 10 phút. Bà Nan Hauser, 63 tuổi, được biết đến là một nhà sinh vật học biển, có niềm đam mê vô tận với sự sống dưới đáy đại dương. Trong một lần, bà cùng đồng đội thám hiểm ở Nam Thái Bình Dương đã bắt gặp một con cá voi lưng gù khổng lồ tiến lại gần mình. Con cá voi lưng gù này nặng khoảng 23 tấn. Ban đầu, Hauser tỏ ra khá hào hứng, nhưng sau đó, bà bắt đầu nhận thấy có gì đó bất ổn. Con cá voi lưng gù ngày càng tiến gần hơn vào người bà, khiến cho Hauser lo lắng cho sự sống của mình có thể bị đe dọa. Khi ấy, các đồng nghiệp đứng trên thuyền nghiên cứu gần đó cũng tỏ ra rất sợ hãi. Họ đã dừng tất cả các cảnh quay bằng flycam vì không muốn quay lại cái chết của đồng nghiệp mình. Hauser đã cố gắng tránh xa con cá voi vì sợ rằng nếu nó đâm vào bà quá mạnh hoặc đập vào bà bằng vây và đuôi của nó thì chắc chắn xương và nội tạng của bà sẽ vỡ ngay. Nhưng nếu nó giữ bà dưới vây của nó thì bà sẽ bị chết đuối. Bà cố kiềm lại để không thể hiện sự sợ hãi của mình vì bà hiểu rằng nó sẽ biết điều đó. Hauser luôn cảm thấy có một mối quan hệ rất gần gũi với động vật. Vì vậy, mặc dù rất lo lắng, nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh và tìm cách thoát khỏi nó. Nhưng mặc kệ mọi sự cố gắng của Hauser, con cá voi vẫn không ngừng đẩy và không để bà thoát. Là một nhà sinh học biển, Hauser đã trải qua 28 năm dưới nước với cá voi, nhưng chưa bao giờ có một con cá voi nào cứ khăng khăng đòi đặt bà lên đầu, bụng, lưng và cố nhét bà dưới vây ngực khổng lồ của nó như thế. Phải mất hơn 10 phút căng thẳng, con cá voi này mới bắt đầu dừng lại. Khi đó, Hauser mới phát hiện ra rằng, hóa ra không phải chỉ có mình cá voi lưng gù đang có mặt ở đây. Cách đó một đoạn không xa, một con cá mập hổ dài khoảng 4,57 mét cũng đang ẩn nấp. Nếu bị nó tấn công, chắc chắn Hauser sẽ không thể sống sót. Hauser nhận ra rằng con cá voi khổng lồ này thực chất đang cố bảo vệ bà khỏi bị cá mập tấn công. Ngoài ra, còn một con cá voi khác đang tát nước bằng đuôi để cố gắng chuyển hướng cá mập tránh xa khỏi khu vực của Hauser. Đây không phải là lần đầu tiên cá voi lưng gù can thiệp vào những cuộc phục kích săn mồi dưới biển. Năm 2009, nhà sinh vật học hải dương Robert Pittman chụp bức ảnh một con cá voi lưng gù ôm hải cẩu Weddell trước ngực, bảo vệ hải cẩu trước đàn cá voi sát thủ. Pittman sau đó đã phân tích 115 cuộc đụng độ giữa cá voi lưng gù và cá voi sát thủ từ năm 1951 đến năm 2012. Ông xác định hành động cứu hải cẩu như trên không phải là hành động ngẫu nhiên của cá voi lưng gù. Các nhà nghiên cứu cũng đã một lần nữa bắt gặp cá voi lưng gù hành động tương tự vào tháng 5 năm 2017. Khi đó, đàn cá voi cứu những con cá voi xám non khỏi nhóm cá voi sát thủ đang rình rập mồi ở vịnh Monterey, bang California ở Mỹ. Tuy vậy, đoạn video do Hauser quay lại là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc cá voi lưng gù bảo vệ người. Dù động cơ của con cá voi lưng gù xuất phát từ bản năng hay do ngẫu nhiên, Hauser cảm thấy mình vô cùng biết ơn con vật này. Vì sao cá voi lưng gù lại bảo vệ các loài khác? Cá voi lưng gù có vẻ không hề thích cuộc sống nhàn hạ mà luôn cố ý gây chuyện với cá voi sát thủ bằng cách cản trở việc ăn uống của hàng xóm. Điều này không hề có lợi cho cá voi lưng gù chút nào. Cụ thể, chúng sẽ thường xuyên tụ tập với nhau và đôi khi di chuyển qua quãng đường lớn để cản trở những cuộc tấn công của cá voi sát thủ, bất kể con mồi mà cá voi sát thủ đang săn thuộc loại nào. Hành vi bảo vệ của cá voi lưng gù nhiều khả năng đến từ bản năng bảo vệ đàn con của chúng trước động vật ăn thịt. Khi còn nhỏ, cá voi lưng gù thường là con mồi béo bở đối với cá voi sát thủ. Nhưng khi trưởng thành, kích thước cơ thể của chúng có thể chiến đấu với cả đàn cá voi sát thủ. Vì vậy, hành động giải cứu những động vật nhỏ hơn của chúng có thể là do thói quen bảo vệ con non. Tuy nhiên, trong số những vụ ẩu đả giữa cá voi lưng gù với cá voi sát thủ mà các nhà khoa học điều tra suốt 5 thập kỷ qua, chỉ có 11% vụ nhắm đến là cá voi lưng gù con. Còn lại 89% đều liên quan đến các con mồi khác như hải cẩu, sư tử biển, cá heo hoặc các động vật có vú khác ở trên biển. Cá voi lưng gù thường sẽ lần theo âm thanh mỗi khi cá voi sát thủ đi săn mồi. Thậm chí, chúng còn biết trước loài nào sẽ trở thành con mồi của cá voi sát thủ. Khi đó, chúng sẽ chuẩn bị năng lượng và lực lượng để tham chiến. Một số chuyên gia khác suy đoán cá voi lưng gù có hành vi như thế là vì lòng vị tha. Chúng biết thương cảm và không muốn cảnh tượng chết chóc diễn ra.
Lori Marino, chủ tịch của dự án khu bảo tồn cá voi cho rằng cá voi lưng gù có khả năng suy nghĩ tinh vi, đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và giao tiếp bằng trí khôn của mình. Hiện nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích vì sao cá voi lưng gù lại có hành vi như thế. Không rõ chúng có mục đích gì hay hưởng lợi gì từ việc này, nhưng rõ ràng là chúng đang làm được rất nhiều điều tốt. Duy nhất chỉ tạo ra trăm điều khó cho quá trình kiếm ăn của cá voi sát thủ mà thôi. Đáp án thật sự cho câu hỏi tại sao chúng vẫn tiếp tục đối đầu, ngay cả khi biết rằng cá voi sát thủ rất ít khi tấn công cá voi lưng gù, điều này vẫn còn là một bí ẩn. Quả là thú vị phải không nào? Và video đến đây cũng là kết thúc rồi. Đừng quên nhấn like và share nếu bạn thích. Và subscribe Takawai để đón xem những video mới nhất của chúng mình. Goodbye!